Thông tin tại buổi tọa đàm COVID-19 và FDI tác động và triển vọng, tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, Samsung hiện đang vận hành 6 nhà máy sản xuất tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại Hà Nội và một pháp nhân bản. Samsung đã chính thức đầu tư vào Việt Nam từ năm 2008 với tổng số vốn đầu tư là trên 17,7 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhấn mạnh, không chỉ đối với Samsung mà đối với tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang cung cấp một môi trường đầu tư hấp dẫn như nguồn lao động dồi dào, tình hình chính trị xã hội ổn định, các cơ sở hạ tầng sản xuất và lưu thông cùng các ưu đãi đầu tư. Gần đây có nhiều ảnh hưởng tiêu cực phát sinh do đại dịch Covid-19, tuy nhiên về lâu dài, Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Cũng theo Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 gần đây, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một tin vui đối với các nhà đầu tư nước ngoài.